Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với bài học tiếp theo. Tên tôi là Phan Anh, chắc hẳn là chúng ta chưa quên nhau đúng không ạ? Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về chiến lược marketing and business thực tế dành cho các chủ doanh nghiệp cũng như là những người đang khởi nghiệp làm kinh doanh. Và bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về chiến lược giá. Chiến lược giá trong kế hoạch marketing mix của giáo sư Philip Kotler có nói đến đó chính là P2, price. Chiến lược giá là một chiến lược rất quan trọng đối với cái quá trình kinh doanh và lập kế hoạch của chúng ta. Vậy thì để viết trong phần chiến lược giá của một kế hoạch thì chúng ta sẽ viết những cái gì ở trong đó, đúng không ạ? Thì thực tế chúng ta phải đi trả lời các câu hỏi như sau. Thứ nhất đó là gì ạ? Chiến lược giá này được định giá trên chi phí hay là được chiến lược giá này định giá trên thương hiệu? Hay là chiến lược giá này được định giá trên giá trị? Bạn phải quyết định là bạn định giá trên các chiến lược nào, hoặc bạn có thể mix nhiều chiến lược vào cùng với nhau, được chưa? Thì tôi sẽ nói chiến lược giá dựa trên chi phí là như thế nào. Dựa trên chi phí tức là giá bán mà các bạn dự định bán sẽ bao gồm một phần chi phí, đúng không ạ? Một phần chi phí thương mại, một phần lợi nhuận và các cái khoản chi phí khác bạn tính. Thì bạn sẽ dùng các phương pháp kế toán thông thường, bạn tính các khoản định phí, đúng không ạ? Các bạn biến phí để làm sao bạn ra được các khoản chi phí và bao gồm cả những chi phí về mặt rủi ro, ví dụ như không bán được hàng, chi phí về tài chính, chi phí vốn vay. Từ đó bạn cộng lại, bạn sẽ đưa ra được mức giá bán lẻ mà bạn mong muốn. Mức giá bán lẻ này của bạn cần phải bao quát cả những chiến lược bán lẻ, chiến lược bán buôn, đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, cộng tác viên, vân vân, mà tôi sẽ trình bày sâu ở trong cái phần liên quan đến chiến lược giá, trong cái quần chúng ta liên quan đến cái việc là lập kế hoạch marketing và kinh doanh trong một cái năm hoặc là một cái kế hoạch kinh doanh của các bạn, được chưa ạ? Vâng. Thứ hai là chúng ta sẽ nói về chiến lược định giá trên thương hiệu. Nếu như thương hiệu của bạn là một thương hiệu cao cấp, bạn có thể định giá cao, đúng không ạ? Và cái mức giá này có thể là gì ạ? Rất là vô lý, nhưng tạo ra cái sự khan hiếm, tạo ra cái sự khát khao dành cho khách hàng. Cái này thì rất là dễ hiểu khi mà chúng ta mua các hàng hóa như là thời trang, hàng xa xỉ, đúng không ạ? Chúng ta thấy là họ có thể bán hàng chục ngàn đô la, thậm chí cả trăm ngàn đô la cho một chiếc váy, cho một chiếc túi. Cái này sẽ được định giá trên chiến lược là định vị về thương hiệu. Họ sẽ định giá rất cao và sản lượng họ bán thì làm sao ạ? Vô cùng thấp, thậm chí mỗi một cái sản phẩm họ tung ra thị trường có khi chỉ có vài chục cho đến 100-200 đơn vị sản phẩm mà thôi. Nếu như bạn tung ra thị trường hàng nghìn, hàng trăm nghìn sản phẩm mà bạn vẫn bán với giá rất cao thì bạn nghĩ rằng có mua được không ạ? Có bán được không ạ? Vâng, tôi nghĩ rất là khó để có thể mua được. Hoặc là một cái chiến lược định giá dựa trên cái thương hiệu như là hiện nay như là Apple đang sử dụng đối với dòng iPhone X và dòng iPhone 8. Rõ ràng là không có quá nhiều cải tiến về chất lượng sản phẩm, về công nghệ, nhưng mà Apple định giá cao hơn so với thị trường một chút. Thay vì bán khoảng 700-800 đô la cho một máy iPhone được bán ra, CEO của Apple là Tim Cook, ông đã định giá khoảng 1.000 đô la cho một sản phẩm. Số lượng sản phẩm bán ra thấp hơn nhưng tổng giá trị doanh thu lại cao hơn và lợi nhuận lại cao hơn, báo cáo tài chính cho thấy, đúng không ạ? Vậy thì chi phí được giảm đi mà lợi nhuận vẫn đảm bảo, chứng tỏ là lợi suất về kinh doanh là tốt, trong ngắn hạn đấy là một chiến lược tốt, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể định vị chiến lược giá dựa trên cái chiến lược về giá trị, tức là chúng ta đem đến cho khách hàng những giá trị như thế nào thì chúng ta sẽ định vị giá sản phẩm của chúng ta. Đó là những cái chiến lược cơ bản mà chúng ta làm khi chúng ta định vị giá thành của sản phẩm. Hoặc là chúng ta xem chúng ta là ai, thương hiệu của chúng ta mới hay là cũ, chúng ta muốn bán nhiều hay muốn bán ít thì chúng ta sẽ quyết định mức giá. Nếu như chúng ta muốn bán nhiều thì chúng ta phải quyết định mức giá thấp thôi, đúng không ạ? Chúng ta muốn bán ít, chúng ta muốn có lợi nhuận thì chúng ta bán cao lên. Và tôi cũng không chắc chắn rằng là giá thấp hay là giá cao thì giúp các bạn bán được nhiều hàng, bởi vì nó là một chiến lược marketing tổng thể. Trong phần này tôi chỉ phân tích về chiến lược giá, đúng không ạ? Vâng, cụ thể đối với cái chuỗi bán lẻ thời trang của chúng tôi thì chúng tôi đã theo đuổi cái chiến lược như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ cái câu chuyện thật của chúng tôi. Và tôi nói rằng là cái quyết định của bạn là bạn theo đuổi chiến lược nào là do bạn, được chưa? Và
có kèm theo cái khuyến mại hay không thì bạn cũng cần phải tính toán hết, đúng không ạ? Bạn muốn bán cho ai, đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn là ai, bạn có bao nhiêu nhãn hàng, nhãn hiệu trong cái chuỗi của mình, bạn tung ra bao nhiêu sản phẩm để bán, bạn cần phải có KPI mục tiêu. Và cái KPI mục tiêu này nó sẽ đi kèm với chiến lược về giá, đúng không ạ? Đương nhiên là như thế, nếu mà không thì chúng ta cũng không thể làm được. Thì chiến lược hiện tại của chúng tôi năm 2017 và 2018 đó là chúng tôi theo đuổi chiến lược là giá tầm trung, đúng không ạ? Chúng tôi tập trung vào sản xuất những cái sản phẩm chất lượng tốt, tối ưu về mặt thiết kế, tối ưu về mặt chất liệu, đúng không ạ? Tạo ra những cái sản phẩm khác biệt so với thị trường để chúng tôi có thể định giá được mức cao hơn một chút so với mức bình quân của thị trường. Và cái này cũng chúng tôi cũng dựa trên nguyên tắc là chiến lược là chi phí cộng kèm theo một chút cái định vị về thương hiệu. Tức là chúng tôi mix nhiều chiến lược trong cùng chiến lược giá. Đó là chúng tôi sẽ định giá cao dựa trên các nguyên tắc là giá bán thì bằng giá vốn cộng với các khoản chi phí như là chi phí nhập khẩu, chi phí thương mại, chi phí vốn vay, chi phí bán hàng, chi phí quảng cáo, chi phí nhân sự, đúng không ạ? Lợi nhuận dòng, chi phí tài chính, vân vân. Các cái khoản chiết khấu giảm giá thường xuyên cho khách hàng nếu có. Thì cái này là công thức rất quan trọng, tôi nhắc lại nhé. Giá bán có thể bằng vốn vay này, giá vốn hàng bán này, chi phí nhập khẩu này, chi phí thương mại này, chi phí tài chính này, chi phí bán hàng này, chi phí quảng cáo này, lợi nhuận dòng kỳ vọng và các khoản chiết khấu dành cho khách hàng thường xuyên. Thì đây là cái công thức mà các nhà bán lẻ thường xuyên áp dụng. Các bạn có thể tham khảo thêm và các bạn định giá, được chưa ạ? Với một cái chiến lược giá ở cái phân khúc cao hơn một chút so với thị trường thì bắt buộc là sản phẩm của bạn phải khác biệt, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có được cái lợi nhuận tốt để trang trải các nhiều các khoản chi phí. Tuy nhiên thì cái nhược điểm của nó sẽ là việc bán hàng sẽ diễn ra là gì ạ? Chậm và khách hàng sẽ cảm thấy sản phẩm là giá cao thì họ sẽ ra quyết định mua rất là lâu và họ sẽ trông chờ vào các cái gì? Họ sẽ trông chờ vào các chương trình khuyến mại, có đúng không ạ? Chắc chắn là như thế. Thì các cái đợt khuyến mại của chúng tôi khách mua rất là nhiều nhưng mà cứ để nguyên giá là bắt đầu cái doanh số bán hàng thì nó sẽ không được tốt như là những lúc mà chúng ta sale off 20-30%. Thực tế ngành bán lẻ thời trang hiện nay đang thực thi như vậy, đúng không ạ? Và cái doanh thu đấy có tăng được bao nhiêu phần trăm thì chúng ta phải dựa trên cái chiến lược về giá của chúng ta để chúng ta cân nhắc, để chúng ta muốn tăng trưởng cao thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái chiến lược giá một chút, đúng không ạ? Chúng ta cũng phân tích về lịch sử năm 2017, năm 2018, năm 2019, ví dụ thế. Những năm tiếp theo, đúng không ạ? Bạn sẽ dựa vào lịch sử, bạn phân tích là cái chương trình bán hàng của bạn có phụ thuộc vào nhiều chương trình khuyến mại hay không, đúng không ạ? Khách hàng của bạn bao nhiêu phần trăm là khách quen, bao nhiêu phần trăm là khách lạ. Vậy thì bạn sẽ có những cái chiến lược tác động đến giá dành cho khách lạ, chiến lược tác động giá dành cho khách hàng quen. Chúng ta phải nắm bắt được cái hành vi và tâm lý của khách hàng, đúng không ạ? Đấy. Thế rồi thì với một cái chiến lược giá cao chẳng hạn thì bạn sẽ phải chú trọng đến chất lượng của sản phẩm, chú trọng đến mẫu mã của sản phẩm, chú trọng đến dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Ví dụ như là nhân viên bán hàng phải được đào tạo chuyên nghiệp, phải đồng phục, phải ăn mặc, phải am hiểu về sản phẩm. Khách hàng khi mua hàng ở cửa hàng phải họ phải có nhận được những cái trải nghiệm, họ phải nhận được những cái giá trị mà ở những cái cửa hàng ở ngoài chợ họ không nhận được. Đó là sự tư vấn nhiệt tình, đó là sự chuyên nghiệp, đó là các dịch vụ đổi trả, đó là các dịch vụ ship hàng tại chỗ, đó là cái cảm giác luxury khi mà họ sử dụng sản phẩm của chúng ta, đúng không? Đấy, vân 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 vân. Tất cả những cái chính sách và các cái dịch vụ giá trị gia tăng kèm theo chúng ta cũng phải nâng lên. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta theo đuổi cái chiến lược giá thấp thì chúng ta lại cắt hết các khoản chi phí đi, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta có thể thấy một cái thương hiệu cái hãng hàng không, tôi không tiện nêu tên, đúng không? Chúng ta sẽ đều đoán ra được đây là thương hiệu gì. Họ theo đuổi chiến lược giá rẻ. Đấy, bữa ăn ở trên máy bay không có, đúng không ạ? Thậm chí họ bán nước, họ bán mì tôm, họ bán bánh ở trên máy bay. Bởi vì họ đã cắt hết chi phí đi để làm sao để cái giá vé nó thực sự là rẻ. Và nó làm cho chúng ta trở nên là gì ạ? Dễ dàng chấp nhận cái mức giá đó. Rõ ràng thì một người mà không có quá nhiều cái sự lựa chọn về mặt kinh tế thì họ sẽ lựa chọn những cái chiến lược giá rẻ. Mặc dù là một số các dịch vụ cơ bản họ sẽ bị cắt đi, đúng không ạ? Thậm chí kể cả cái ghế ngồi nó cũng chật hơn một chút, nhưng không sao. Bởi vì sao ạ? Giá vé nó rẻ hơn một nửa. Còn nếu bạn không muốn nhận được cái dịch vụ đó, bạn hãy sang hãng không khác, giá sẽ cao hơn nữa. Thậm chí bạn hãy đi hạng thương gia, bạn sẽ biết dịch vụ còn tốt hơn nữa, đúng không ạ? Thì
mỗi một mức giá họ sẽ có luôn những tập khách hàng khác nhau. Bạn nhớ rằng là người đi hạng thương gia họ sẽ không bao giờ đi giá rẻ, và người đi hàng giá rẻ thì họ có thể không có tiền để đi hạng thương gia. Ý tôi muốn giải thích là như vậy, được chưa ạ? Mà chưa kể đến chiến lược giá của bạn, nhất là bạn làm bán lẻ nhé, bạn cần phải bao gồm cả chiến lược về khuyến mại, chiết khấu, được chưa ạ? Cần phải đảm bảo để thống nhất, không bị xung đột giữa các kênh bán hàng. Bởi vì ngày nay chúng ta có rất nhiều kênh bán hàng. Một lát nữa tôi sẽ trình bày cho các bạn một số các kênh bán hàng quan trọng để giúp các bạn tăng cái doanh số lên. Và nếu không, các bạn không thống nhất được, các bạn không tính trước được cái điều này trong chính sách về giá, thì bạn sẽ rơi vào cái tình trạng người ta gọi là xung đột kênh, đúng không ạ? Tức là mình tự bắn vào chân mình. Kênh bán lẻ của chúng ta giảm giá rất sâu. Kênh của đối tác chúng ta không giảm giá, khách không đến mua, đối tác sẽ không làm việc với chúng ta. Mà trong khi đó chúng ta có rất nhiều kênh bây giờ, đúng không ạ? Kênh trực tuyến trên web của chúng ta, kênh thương mại điện tử trên web của các cái hãng khác, kênh Facebook, đúng không ạ? Kênh shop in shop, đúng không ạ? Kênh đối tác, kênh cộng tác viên. Chúng ta có nhiều kênh để bán hàng. Chúng ta đừng bó hẹp các cái kênh của chúng ta lại, được chưa ạ? Đó, thì tôi muốn nói chính sách giá cần phải giải quyết được như vậy. Đấy, và cái chính sách về giảm giá và khuyến mại thì chúng ta cũng hết sức lưu ý. Chúng ta cần phải tính là khuyến mại ở mức cố định là 10, 20 hay 30%. Bởi vì hiện nay tôi được biết là rất nhiều các cái hãng là họ khuyến mại quanh năm ngày tháng. Thậm chí có những cái thương hiệu thời trang tôi được biết rằng là họ khuyến mại 50% 365 ngày trên một năm. Một năm có 364 ngày thôi, họ khuyến mại 365 ngày luôn. Đúng không ạ? Lần nào cũng là 50%. Và họ mua hai sản phẩm lại được tặng thêm cái gì đấy, mua ba sản phẩm được tặng thêm gì đấy, mua bốn sản phẩm được tặng thêm gì nữa. Nhưng mà chiến lược của họ lại rất thành công, đúng không ạ? Họ có hàng trăm cửa hàng và doanh số của họ rất tốt, bởi vì họ dựa trên chiến lược giá khuyến mại hấp dẫn, được chưa ạ? Thì chúng ta cần phải tính hết điều này vào trong chiến lược giá của chúng ta, được chưa ạ? Dù thì chúng ta cũng đưa ra các loại khuyến mại, thì trong cái series này tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách làm khuyến mại, hoặc là tôi sẽ có một cái chương trình dạy các bạn về kỹ năng tạo ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn riêng trong một cái khóa học khác, được chưa ạ? Với kinh nghiệm mười mấy năm bán lẻ của tôi. Ok, tiếp tục ạ, chính sách giá của chúng ta phải hết sức linh hoạt và cần điều chỉnh cái biên độ để làm gì ạ? Để áp dụng đối với từng tháng, từng tuần. Bởi vì KPI doanh số chúng ta đặt ra có thể sẽ đạt được hoặc cũng có thể không đạt được. Vì vậy chính sách giá của chúng ta phải linh hoạt và liên tục phải điều chỉnh để phù hợp với thị trường. Ở đây thì chúng ta phải điều chỉnh là điều chỉnh khuyến mại, đúng không ạ? Chúng ta phải điều chỉnh phương thức bán hàng. Chứ còn chiến lược của chúng ta đã là chiến lược thì không thể thay đổi. Chiến lược là phải cố định, đúng không ạ? Nếu mà cứ 2-3 hôm chúng ta lại thay đổi chiến lược thì có lẽ đấy không phải là chiến lược, đúng không ạ? Và cái quyết định bán hàng của chúng ta cũng cần phải thay đổi để làm sao miễn là doanh số tốt và có thu nhập. Đấy. Chúng ta quan tâm đến vấn đề về dịch vụ, bởi vì chính sách giá tốt thì sẽ đòi hỏi dịch vụ tốt, hoặc là dịch vụ tốt thì sẽ đem được khách hàng đến cho chúng ta. Ngược lại, chính sách giá vừa phải thì đòi hỏi dịch vụ vừa phải, và chính sách giá thấp thì chúng ta phải cắt bớt các dịch vụ đi. Nhưng khi mà chúng ta cắt các chi phí đi thì chúng ta cũng cần phải đảm bảo các dịch vụ tối thiểu. Mà giá thấp mà dịch vụ vẫn tốt thì cũng là điều mà chúng ta rất là kỳ vọng, được chưa ạ? Vâng, thì tôi đã trình bày xong phần thứ nhất về chiến lược giá. Chúng ta theo đuổi chiến lược nào cũng được, phụ thuộc vào quyết định của ban giám đốc, phụ thuộc vào quyết định của chính các anh chị. Và tôi xin nhắc lại là chính sách giá này chúng ta phải đáp ứng được đầy đủ các chi phí, tính toán hết các cái chi phí tiềm năng rủi ro ở trong đó và các khoản lợi nhuận kỳ vọng. Và đặc biệt là chúng ta cũng cần phải linh hoạt đối với cái quá trình mà chúng ta làm kinh doanh, đặc biệt đó là thông qua cái chương trình khuyến mại, được chưa ạ? Sau cái phần này thì video tiếp theo vẫn là nói về chính sách giá, thì tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm để chúng ta xây dựng chính sách giá cho các cái kênh bán hàng như là kênh nhượng quyền, kênh đại lý, kênh ký gửi, kênh cộng tác viên, phần 2 của phần chính sách về giá, được chưa ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.